lắng nghe lời Chúa. Thứ sáu, tuần 33 mùa thường niên, ngày 24 tháng 11 năm 2023. Bài suy niệm của nữ tu Elizabeth Đặng Thị Oanh, dòng nữ Đa Minh, Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Luca chương 9. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, giác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Dám yêu, dám gánh vác của tác giả Lý Ái Linh là cuốn sách được nhiều bạn trẻ quan tâm. Cuốn sách đề cập đến sự trưởng thành của phụ nữ theo thời gian. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta sẽ trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn nếu bạn dám mạo hiểm, dám thử thách. Từ một con người ngây thơ, dịu dàng, yếu đuối, trở nên độc lập, mạnh mẽ hơn là cả một quá trình rất dài. Trong cuốn sách trích dẫn câu nói: Mỗi người trong chúng ta cuối cùng rồi cũng phải đi hết con đường cần phải đi, phải nếm trải qua những nỗi khổ cần phải nếm trải thì mới có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta nhiều điều, nhưng quả thật điều nào cũng có ích cho chúng ta. Trước tiên Ngài kêu gọi: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Chúng ta biết rằng Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta phải theo Ngài. Hơn nữa, cũng chẳng bao giờ bó buộc chúng ta phải từ bỏ mình và vác thập giá. Ngài chỉ mời gọi chúng ta, cho chúng ta tự do chọn lựa. Nếu chúng ta muốn theo Chúa, hãy từ bỏ mình và vác thập giá. Nếu không thì thôi. Tiếp đến, Chúa cũng cho chúng ta biết những lợi hại khi chúng ta theo Chúa. Ngài không úp mở: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đánh mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được sống. Quả thật, mỗi người chúng ta không thể chối rằng mỗi người đều có thập giá của mình. Đó là đau khổ trong nhiều hình thức khác nhau. Những đau khổ đó thuộc về cuộc sống con người. Nhưng xem ra chúng ta không hiểu được. Phải chăng điều đó nghịch lại với ước mong hạnh phúc của ta? Chúng ta đừng quên rằng, sẽ đến một ngày nào đó, Thiên Chúa đòi chúng ta phải tính sổ. Điều quan trọng ở đây không phải là sổ kê khai tài sản, bằng cấp đã đạt được, hay chức vụ mà chúng ta gắn bó. Đây là sổ cuộc sống trần gian mà chúng ta đã sống, những ân ban Thiên Chúa ban tặng, cũng như những ơn lành Thiên Chúa đã ban phát để giúp ta sống cách xứng đáng. Điều quan trọng đáng nhớ là con người không thể được cứu rỗi nhờ những của cải mình có, nhưng nhờ chính đời sống của mình. Người ta chỉ được lớn lên khi quên mình và trao ban. Nếu người ta được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trái tim giống Ngài, là để chúng ta biết mở lòng ra, biết yêu thương. Chúng ta sẽ không thể yêu thương nếu chúng ta không cho đi và trao ban chính mình. Thánh Teresa Hài Đồng đã nói: Yêu là cho tất cả và trao ban chính bản thân mình. Chính vì thế, vấn đề quan trọng hơn cả
mà mỗi người chúng ta phải quan tâm, cần chuẩn bị khi còn sống trên trần gian này. Đó chính là sự sống của linh hồn và đời sống vĩnh cửu. Vì tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi, và khi chết, chúng ta chỉ đem theo được phúc lành và sự giữ mà thôi. Từng đoàn người anh dũng tiến ra pháp trường, hiên ngang kiên cường dù chịu bao khốn khó, dù đầu rơi máu đổ, dù gươm đao xê xìa, vẫn một lòng kiên trung đến giọt máu cuối cùng. Xin dâng lên Thiên Chúa, này đây các thánh tử đạo nước Việt Nam, xưa đã một đời vẻ vang, hy sinh máu đào để mình chứng cho niềm tin nơi Chúa. Xin dâng nguyện dâng lên Thiên Chúa, này đây các thánh tử đạo nước Việt Nam.